Đấy, cậu mang dao đi nhá. Phát thoải mái nhỉ. Nó cây quá. Đấy, hoa giờ nó héo hết nhưng mà mưa cái lại tươi này. Cái đào này lại đang lên này. Vâng. May quá mà còn nhánh mà nó vẫn lên. Sâu lắm, sâu lắm. Đây mộ bà này. Thơm kẹ nó chứ việc gì. Đây. Đấy, cái này. Không nhiều cỏ tốt nhanh kìa. Mà ông đây nhìn nó héo hết mà nó mưa nó tốt hoa nở trắng luôn. Toàn bộ này dưới này là giải đá hết này. Ngày xưa đá khổng khảnh bây giờ này, kín hết cỏ rồi. Còn đầy đá nhưng mà... kín hết cỏ giờ không làm được. Xây lên nó làm chứ không thì vậy. Vâng. Cắm bên này nữa. Này có cái máy ủi ủi phát hết. Ông cầm ôm cái này đi. Tại vì cái nền nó dễ, nền nó nhẵn rồi. Ừ, chỗ này là cái tấm bê tông nó không mọc được. Vâng. Vậy mà nó cũng cũng theo tập đoàn mà nó vẫn lên được nhỉ. Giỏi. Không phải mấy hôm trồng cây rồi chỉ thoảng ra liên tục. Vâng. Vậy là cậu ra liên tục là rất có hiếu với các cụ đấy. Có hiếu luôn. Vâng. Còn ở trong sông do bên ta là thế gian này cho ngày sau em cũng đang ngọc vinh hồng lấy đền tổ chưa đô chưa giật công bằng vô cùng còn cầm nơi liên ngục thì mọi cái chân cha rất nhân lành vô cùng cho ngày sau được sao lang tốt lành hơn nữa mà hãy cây trong mối thanh nhàn nghe ta sáng hy vọng lo lắng khi ta còn nhìn ra được trong giao thay thủ đạo vô cực mà những thiên đàng trong liên ngục phải vô cực giường nào bà lái không xe trên mình quá nhiều bây giờ một phút ta đây một tổ xe đền bao nhiêu cha còn sang ngay nơi còn mắt ra mà quả dại nó mọc kinh khủng luôn. Bát ngát luôn. Mà bắt đầu ra tay đấy. Nhiều hơn này. Đầu tiên thì cứ quay thường đúng không?
nhưng có khi lại nhiều hơn. Cậu này chơi cả xuống đất cơ, xuống nền bê tông. Mợ này không cần. Con Phương hôm nay về đúng không? Vái mà. Hôm qua phù hộ tôi cuối năm nay lấy chồng. Ông phù hộ lấy chồng ngon. Nhà cửa đoàn hoàng đỡ phải lo nghĩ. Cắm bên trong hả nhỉ? Hiển nhiên là cắm vào bắt vào cái đấy đây. Không, cắm ở đây, cắm ở đây. Cắm đây này. Kia trong kia là cắm hoa thôi. Cắm đây thì kia sổ. Đấy, cắm luôn chỗ hoa này. Không, cắm cái chết thì không cầy chết đã. Cầy chết đấy. Cắm nó ngả vào trong là được. Cắm ngả vào trong là được. Rồi, ok. Rồi, đứng vái ông đi. Đúng là vái ông 10 vái, đúng theo lời bác Tuất đi. Ừ. Tại vì giờ hôm nay mới về lần đầu tiên thì... Rồi, đủ vái rồi, đủ 10 vái rồi. Anh đếm rồi nè. Anh đếm thầm, không dám nói ra mồm. Đợi ông Tuất xong cái này đã. Xong này vẫn lâu. Vâng. Vậy thì cho đi trước nhá. Rồi cả nhà ta đi sang chỗ em Tâm. Ông nhà mình tâm bố họ cho con cỏ xung quanh là đều chỗ nào cũng cỏ tùm luôn đấy, cỏ tùm luôn. Không, nắng này không rắn đâu. Nắng này nó ở trong hang. Lại vào vái ông 10 lần đi. Rồi, ok. Rồi. Có cái cây đấy. Đây em Tâm đây. Cái cây này cứ để cho nó mát vậy. Cái này. Cây thì cứ để. Ừ, cái đấy mà cho nó mát. Có cây hoa này nó chặt đi chặt. Nó để sát. Rất là mình đến đây mà. Cái này này. Bên hông là này. Đây này em Minh. Cái cây này hoa nó ra hoa. Cái này về này. Em mình là mất năm 7 tháng 8 năm 1989. Nhổ hết đi cỏ. Rồi đổ nước trước cho nó mềm dễ cắm. Bên kia nữa. Nhà này
nhổ rễ bố ạ. Nhổ rễ thôi là hoa, hoa nó bay vào đấy. Nhổ rễ để cho nó không mọc nữa. Nhổ rễ đi. Nước vào cho lấy mới cái rễ này được. Đấy, cái cây này cao không biết là cây gì này. Mọc giữa mộ luôn này. Đấy, đào hết cái củ cây dại nữa là tuyệt vời rồi. Đấy, cả gai leo của mộ của cụ đây. Rất nhiều cả gai leo. Vậy là cách ngoài đường có 10 mét thôi. Đây là thế nào với nhà mình? Con em. À con em, là cháu đúng không? Ừ. Vậy là sinh năm 89, mất năm 11. Tân Mão. Bằng tuổi tâm như mình đấy. À bằng tuổi tâm nhỉ, 89. 89. Mộ làm 2017 này. Đấy. Vâng. Cây này tốt đấy. Cây chó đẻ quá tốt. Đấy, ngay cạnh em năng mộ Chi Thiện Trạo. Đấy, ngay đây đằng sau cái lăng của Chi Thiện Trạo đây. Chi mộ họ Lê Thiện Trạo. Cháu sẽ bước luôn lên đây được. Cháu vừa bị này. Vâng. Đây đây kéo đây. Cái này lúc nãy thì bảo là để lại làm một ít thì giờ lại làm hết. Để lại một ít. Thế là lúc làm nó mới hăng lên chứ. Vâng. Này thì quá nóng rồi. Sau hai cái đại sang năm có hoa. Vâng. Đằng sau có hai cái đại nó đỡ lưng này tuyệt vời đấy. Sang năm là sẽ có hoa vừa đẹp. Vừa là cái mát mát đằng gáy đằng lưng. Vâng. Vừa là đằng tây nữa thì càng tuyệt vời.
Mệt pha dâu chê. Mũ đây thôi. Má lên đường về trước. Có mèo thì là về. Chân trống ơi. Rồi. À vướng. Vướng nhiều. Mọi về trước nha. Vâng, mọi về trước nha. Rồi lên xe thôi, cả nhà lên xe buýt thôi. Đấy, chờ chờ tí. Rồi ok. Cả nhà ta cùng lên xe buýt nhá. Không phải chống người dưới mà. Tay lau chân mà. Chân tay.